Thường thường mỗi người mình á, ai mà muốn một cái gì á, thì nó đều có cái lực để làm gì, để nó đẩy mình. Thí dụ như mình thích đánh bài quá thì mình thích cái đó, cho nên nó sẽ có một cái lực nó lôi kéo mình, cái đó gọi là nghiệp lực, nhưng mà nghiệp lực xấu. Nhưng mà ngược lại, giờ tôi thích tu quá cũng là một loại nghiệp lực, nhưng mà nghiệp lực tốt, thì bất cứ cách nào mình cũng sẽ vượt được. Cho nên mình tu là làm gì cũng phải có cái lực hết. Ví dụ như là mình có tính là niềm tin, nhưng mình không có tính lực. Vì vậy cho nên ai nói gì mình cũng nghe hết. Mình không có một cái niềm tin vững chắc ở nên cái niềm tin của mình không có cái sức mạnh. Chứ lực là sức mạnh. Cho nên trong cái phẩm Phổ Môn á, niệm bỉ quán âm lực, thì các ngài dịch là gì? Do sức niệm quán âm, cái sức niệm quán âm đó mà nó giúp cho mình vượt đi tất cả những cái khổ lụy. Vì vậy cho nên là mình, thí dụ như mình phàm phu, điều cái người phàm phu tức là người bình thường thì không có cái giới lực, tức là gì, không có cái sức mạnh của cái sự giữ gìn giới. Vậy cho nên dễ phạm giới. Thứ hai là định lực, tức là gì, sự điềm tĩnh, sự an định ở nơi lòng của mình, phải có cái sức mạnh đó. Thì ai có nói gì, ai có là hù dọa mình cũng không có sợ, gọi là định lực. Cái người ta có định lực là người ta không có bị, không có dễ bị những cái hoàn cảnh, những cái gì đó làm cho họ bị lo lắng, sợ hãi, nhờ có định lực. Và có tuệ lực, nghĩa là có sức mạnh của trí tuệ, cho nên nhận diện mọi vấn đề một cách rất là dễ dàng. Giới lực, định lực, tuệ lực, nói tóm lại là tam vô lậu học, giới, định, tuệ. Mà người mà có giới, có định, có tuệ nhưng mà không có sức mạnh thì cũng có, nhưng mà dễ bị lung lay, dễ bị thối lui. Ví dụ như hồi trưa này có một đạo hữu lên thăm Pháp Hòa ở xa, thì ngồi nói chuyện thì anh mới kể là hồi đó có một dạo cũng thích đi chùa lắm, rồi tự nhiên cái từ từ cái không có sao rồi nó không đi nữa. Mà nó một phần là do công việc, một phần là chắc cũng lười. Thì trong khi mà mình làm cái gì đó, mình phải có một cái lực nữa, gọi là gì, tinh tấn lực, cái lực, cái sức mạnh của sự siêng năng. Mình không có cái tinh tấn lực là tu không tới, đi không có tới. Như Lai đã có đầy đủ vô lượng Phật lực, đầy đủ vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn giới luật, định lực, tuệ lực, giải thoát lực, giải thoát tri kiến lực. Giới, định, tuệ thì biết rồi ha. Giải thoát là gì? Tức là không có ràng buộc. Mình giải thoát chỗ này là giải thoát về cái tâm, giải thoát về cách sống, gọi là giải thoát. Nhưng mà nó có một cái cần giải thoát nữa là giải thoát tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Mình phải có một cái giải thoát nơi cái thấy biết của mình nữa. Tại vì sao? Tại vì có chắc chắn rằng cái thấy biết của mình nó đúng không? 100% không? Không đúng, không có chắc 100%. Cho nên mình phải giải thoát đi cái mình phải có cái sức mạnh giải thoát những cái ra vượt khỏi những cái thấy biết của mình. Tại vì mình luôn luôn ghi nhớ rằng cái thấy biết của mình lúc nào nó cũng thỉnh thoảng nó sẽ có những cái gì, những cái sai lầm không có đúng. Cho nên mình phải giải thoát, đừng có cho cái thấy biết mình là chân lý, là đúng 100%. Ví dụ như bây giờ mình thấy biết, bây giờ ngay bây giờ mình thấy biết là đúng, nhưng mà có thể 10 năm sau là nó không đúng nữa. Vì vậy cho nên đó, 10 năm sau á, mà khi có nói nữa thì trở lại, lúc đó tôi nói vậy là đúng, nhưng mà 10 năm sau cái việc này nó không còn phù hợp nữa. Phải giải thoát cái đó đi, giải thoát cái đó. Đừng có cho cái thấy biết mình là chân lý mãi mãi. Tại vì cuộc sống thấy biết là gì? Do những sự việc nó xảy ra, và những cái gì nó xảy ra chúng ta thấy biết, và tùy thời đại, tùy lúc mà nó có những cái thay đổi. Thí dụ mình nghĩ về người đó dở thế này, dở thế kia, rồi mình
trở thành ra một cái định kiến rằng cái thấy biết của tôi về người này là không có sai. 10 năm sau ta nói không, bây giờ cái người đó tu giỏi lắm rồi, thôi thôi tôi không tin đâu, chờ tôi thấy biết mà. Thành tự là mình phải tin rằng cuộc sống là vô thường, vô thường là thay đổi. Mà có thay đổi thì tại sao mình không tin rằng có những người từ cái, họ từ cái xấu họ có thể thay đổi từ cái tốt. Vô thường mà. Một cái hạt giống mình gieo xuống thì nó có ngày nó mọc lên cây. Nhờ vô thường mà từ cái hạt mà lên có hoa, có quả. Thì vô thường cũng phải có những cái trường hợp là cái người buồn cũng sẽ có ngày vui. Rồi cái người đó dở nhưng mà nhờ vô thường thay đổi, cho nên người này có ngày thay đổi từ dở nên tốt. Chứ tại sao mình cứ định kiến là người đó không thay đổi, là như vậy cũng không nên. Mà Phật giáo đó là cái cách của Đức Phật đó, là dạy chúng ta nhận biết như thật. Và đã nói tu là như thế nào, tu là chuyển nghiệp. Nếu người đó có cái thay đổi tức là chuyển là tu chứ có gì đâu. Cho nên mình phải có cái giải thoát tri kiến và phải có cái sức mạnh về cái giải thoát tri kiến đó. Rồi kế đến là gì? Đầy đủ tàm lực, quý lực. Tàm và quý là hai cái tâm thiện tốt, hai cái tâm tốt. Tàm là gì? Xấu hổ với chính mình. Quý là gì? Xấu hổ với người khác. Khi mình làm một cái điều gì không đúng với người ta mà người ta vẫn thương mình, người ta vẫn ôm ấp mình, người ta vẫn tha thứ mình, người ta vẫn bao dung mình, và thậm chí người ta biết rõ về mình nhưng mà người ta vẫn giữ cái mức cái niềm gọi là không có làm những cái điều gì tác hại đến mình, thì mình phải tự quý. Quý tức là mình phải tự xấu hổ với họ. Mình làm như vậy mà đối với người đó người ta vẫn tốt với mình. Còn tàm là tự mình xấu hổ lấy. Thí dụ mình không phải vậy mà người ta khen mình vậy, phải tự xấu hổ. Thì cái cách mà dễ nhớ là tự tàm quý tha. Cái cách cho dễ nhớ hai cái chữ tàm quý vậy đó. Tự tàm đó là tự mình phải xấu hổ với chính mình. Quý tha là xấu hổ với người khác. Chữ tha là người. Tự tàm quý tha. Cho nên á, mình phải có cái lực của tàm của quý. Mình không có cái lực tàm quý, đôi khi mình được người ta tân bốc ca ngợi, cái đôi khi mình không có lượng. Rồi có một cái tích tập lực, tức là có được cái năng lực, cái sức mạnh của sự tích tập. Ví dụ như mình làm một cái việc gì đó, mình phải có một cái sức mạnh của cái sự huân tập. Ví dụ mình muốn thuộc kinh đi thì mình phải chịu khó tích tập, học hoài, rồi lâu lâu phải ôn lại, mà cái cách mà Pháp Hòa học mà làm sao cho dễ nhớ là mình thuộc được câu đầu, rồi khi mình học qua câu 2, khi mình thuộc câu 2 á, mỗi lần mình học lại là phải học lại từ đầu để nó thuộc cái câu đầu cho nó nhuần nhuyễn, rồi thuộc tới câu 2, rồi thuộc câu 3, mỗi lần ôn lại là đọc từ 1 cho tới 3. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại để cho nó in sâu vào trong cái trí nhớ của mình. Cái đó là tích tập. Mình tu mà không có cái lực chịu khó mà huân tập á, thì ngược lại á, cái tập khí mà negative, là tiêu cực á, nó cũng sẽ ở trong người mình. Cho mình phải có cái tích tập lực. Kế đến là gì? Trí lực. Trí lực tức là cái trí tuệ, cái năng lực của trí tuệ. Xả lực là có khả năng buông xả. Phải có khả năng buông xả mới được. Ví dụ như mình thích một cái đó, nhưng bây giờ nó lỡ nó bể rồi, lỡ nó hư rồi, thì thôi xả đi, ôm hoài cũng khổ. Thậm chí mình thương người đó, bây giờ người đó không thương mình nữa, cũng phải xả đi, ôm hoài cũng khổ. Phúc lực, phúc hay phước gì cũng được. Tức là gì? Có cái lực của cái người có phước. Tuệ lực, căn lực, tức là cái lực của cái năng lực, cái sức mạnh của cái chủng tử của mình. Gia trì lực, tức là sức mạnh của sự gia trì. Ví dụ như
Thường thường á, nếu mà mình thường có cái sự tu tập á, khi mà mình muốn làm một cái việc gì cho ai, mình chú nguyện á, mình nhiếp tâm mình lại thì mình gia trì vô cái việc đó. Dạ. Mà phải lúc nào cũng phải hướng như vậy, lâu ngày nó sẽ có một cái sức mạnh của sự gia trì. Đó. Giống như con cái của mình cũng vậy, mình muốn độ nó mà bây giờ mình độ bằng lời nói không được, mình nói không được, mình nói nó không nghe, thôi giờ mình càng nói nó càng bướng, không nói nữa, giờ mình đem cái lực gia trì, tại mình không có cái khẩu lực. Mình không có cái sức mạnh của sự giáo hóa bằng khẩu giáo, thì mình phải giáo hóa nó bằng cái tâm lực của mình. Mỗi ngày mình nghĩ nhớ đến nó, ví dụ mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình trì chú, mình luôn luôn nhớ, nghĩ, cầu nguyện cho nó, đem cái lực gia trì của mình cảm hóa nó, thì lâu ngày giữa mình với nó có một cái connection, có một cái sự tiếp, cái sự giao tiếp, thì lâu ngày mình chuyển hóa nó, cho nên gọi là gia trì lực. Cho quý vị thấy không, quý thầy các vị mình ta cầm cái ly nước lên á, cái ta cầm ly nước lên thì cái giây phút đó kêu gia trì tịnh thủy, tức là cầm ly nước sạch lên và đem cả cái tâm của mình vào trong đó, và thể hiện qua cái bắt ấn, thể hiện qua những cái lúc mà mình vẽ, những cái mình thư, thư là vẽ, nó viết cái chữ lên và đem hết cái tâm vào trong đó, thì mặc dù nó chỉ là một ly nước thôi, nhưng mà có cái sự gia trì lực của mình trong đó, nó làm cho cái nước này nó phải khác đi. Cái đó là mình phải, cái sự thật nó vậy thôi. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng á, mình nấu ăn, nấu sơ sài, nấu cho có nấu, và nấu với một cái để tâm vào trong đó, đem ra hai món ăn nó khác liền. Hai nó nội cái chuyện sắc gọt thôi. Đó, nội cái chuyện sắc gọt thôi. Mình sắc mà mình có cái tâm sắc gọt của mình đó, nhìn cái miếng cải nó cũng khác hơn là sắc cho lấy có. Mình clean nhà cửa thôi, lau sơ sài cho có, nhìn cũng biết nữa. Còn người mà ta lao mà ta để cái tâm vào trong cái chuyện lau nhà đó, nhìn cái nhà ta biết người này lau có tâm. Tâm nó lại giá trị chứ gì đâu. Cho nên sự gia trì đó không phải thể, nó không cần phải ở trên chánh điện, mà nó phải được thể hiện trong cuộc sống của mình, nó thể hiện trong mỗi cái ngày, trong cái công việc của mình. Nó gọi là gia trì lực đó. Có cái lực gia trì. Mình xếp một cái áo, một cái đôi vớ cho người thân của mình, ta nhìn vô là ta biết xếp có. Tại vì cái người mà người ta xếp cho lấy có, ta chụp vô, hai chiếc vớ cụp vô vậy thôi. Dở ra, ủa hai chiếc này nhìn thì giống mà nhìn kỹ nó không có giống. Phải không? Có không? Vớ nhiều khi nó na ná vậy. Thậm chí cùng một loại vớ đó, nhưng mà một đôi cũ, một đôi mới. Phải không? Thành ra khi mình đem vô chiếc cũ ráp vô chiếc mới, mở đôi vớ ra biết này ráp cho có nè. Có không? Đũa sắp ăn cũng vậy, đũa ăn cũng vậy. Quý vị nhớ là gần đây là mình hay có mấy cái bộ đũa sắt á. Rồi bộ thì có bông, bộ không có bông. Nhiều người sắp đũa đem lên đôi đũa nhìn có qua, vừa nhìn xuống là qua thấy đôi đũa liền, chiếc bông chiếc không. Là mình biết rằng đây sắp đũa này nhìn để mà lấy chụp đại đôi để lên thôi, mà không hề để ý đôi nào có bông và đôi nào không có bông. Nó không có tội lỗi gì hết, nhưng mà nó thể hiện cái sự gia tâm, gia trì của mình ở trong đó thôi, chứ không có gì hết. Gia trì lực, đầy đủ 10 trí lực, cho nên rất yêu thích cảnh giới vô dư niết bàn. Người nào mà có được những cái lực như vậy đó, thì họ sống ở đâu mà cũng thoải mái, an nhàn hết. Thì cái đó không phải là niết bàn là gì. Người mà làm được việc đó thì đâu có sợ gì nữa. Mọi việc đâu vào đó. Cho nên rất yêu thích cảnh giới vô dư niết bàn. Có những kẻ phàm phu tối tâm vô trí, ít hiểu biết về giáo pháp. Thưa đại chúng, là khi mình nói chữ phàm phu không có ý chê gì hết á, chỉ để nói lên là người bình thường, người không có sống rất là bình thường trong cuộc sống, và không có phát triển, không có chịu để ý.
Hôm qua có một em Phật tử lên lễ Phật, em nói với Hòa, nói mẹ con dạy con á, trên đời này cả trăm thứ biết. Mình có thể biết cả trăm thứ mà không có biết điều là không biết gì hết. Cho nên á, mình phải có một cái người phàm phu thì tối tâm vô trí. Vô trí tức là không có, mình không có đạt, mình không có một cái trí tuệ, không có một cái hiểu biết để nhận thức một vấn đề. Đó. Cho nên mình phải có trí tuệ, phải có hiểu biết trong cuộc sống. Mà người mà đi tới đâu mà mình có cái hiểu biết á, thì mình sống nó nhẹ nhàng lắm, mình sống dễ dãi và mình ít có làm khổ mình, mà mình ít sẽ bị phiền não và mình cũng làm phiền người ta. Tại sao mình phiền não? Tại vì mình không biết cách thì người ta phiền mình. Người ta phiền mình cái là mình phiền lại. Mà trong cái đó mình không thấy mình. Mình không thấy là tại sao người ta bực bội với mình. Là tại vì mình chưa có thể hiện cái gì đó nó đúng mức, thì người ta quạo quọ với mình. Cho nên trong này nói này, có những kẻ phàm phu tối tâm vô trí, ít hiểu biết về giáo pháp. Mình biết nhưng mà mình hiểu một là mình không biết gì hết, hai là mình biết không có trọn vẹn, mà bị ít. Vui đắm trong ngục tù sinh tử. Giáo pháp là gì? Là những cái cách sống, những cái lời dạy mà nó có cái chân lý đó. Cho mình học giáo lý, mỗi tuần mình đi chùa mình học giáo lý. Lý là gì? Là lẽ thật. Giáo là dạy. Giáo lý nghĩa là học những gì chân thật trong cuộc sống. Cuộc sống như thế nào, các ngài sẽ chỉ dẫn cho mình như vậy. Ví dụ như một cái đạo lý rất thật trong cuộc sống này là đời là vô thường. Mình học chân lý, mình học giáo lý là học vô thường. Học chân lý là học về khổ, về không, về vô ngã, vân vân. Những kẻ phàm phu tối tâm vô trí, ít hiểu biết về giáo pháp, vui đắm trong ngục tù sinh tử. Cái chữ ngục tù sinh tử là gì? Là cái sự sống chết, buồn vui thương ghét, nó lẫn, mình cứ lẫn quẩn hoài trong đó không thoát. Ví dụ như bữa nay người đó dễ thương với mình cái mình thích, ngày mai mốt ngày mai cái mình giận, rồi ngày mai cái mình hờn, mà mình cứ lẫn quẩn hoài mà không thoát ra được. Thành thử ra rốt cuộc á, mình sống thì cũng có sống, nhưng mà mình bị giam hãm trong cái ngục tù của sinh tử. Chữ sinh tử chỉ là một cái một cặp nói giữa sống và chết, để ví dụ trong cuộc sống này luôn luôn nó có những cái đối đãi. Ví dụ như thương với ghét nè, vui với buồn nè, được với mất nè, thắng với thua nè. Đó, mà quý vị để ý trong cuộc sống này lúc nào cũng đó vậy đó. Trong rồi ngoài nè, vô rồi ra nè, lên rồi xuống nè, đi rồi ngừng nè, đứng rồi ngồi nè, vân vân. Thành thử ra mình phải biết rằng nếu mà mình không có tự tại với những cái này thì mình sẽ bị lẫn quẩn trong cái ngục tù sinh tử. Cho nên các vị Bồ Tát hay các bậc vào đời các ngài thấu đáo rồi á, thì cái chuyện sống chết không có làm khổ các ngài. Cho nên lúc mà một vị mất rồi đó, một vị tôn đức mà mất rồi, trước khi mà đem đi an táng, tức là nhập tháp hay đem đi thiêu gì đó, thì thỉnh một vị hòa thượng tới để khai thị, gọi là thuyết, gọi là phất trần, giống như nói cái lời cuối để nhắc nhở cái giác linh đó. Thì mới nói thế là việc đi ở đã phân minh. Thưa ngài, thưa hòa thượng, thế là việc đi và ở của hòa thượng đã rõ ràng rồi ha. Xin hỏi hòa thượng. Đó. Thí vấn là xin hỏi hòa thượng, bây giờ ngài đã biết được rồi cái sự gọi là đi ở phân minh rồi, thế thì xin hỏi hòa thượng, thế nào là một cái lộ trình đi đến chỗ vô sanh vô diệt? Thí vấn, bất diệt lộ trình. Thế nào là một cái lộ trình mà không sanh diệt? Còn cái lộ trình mà chúng ta đang đi là lộ trình của sinh diệt, mà của sống chết, của buồn, của thương ghét,
Rồi bây giờ Ngài đã an nghỉ rồi thì Ngài đã rõ cái việc này rồi phải không? Và tôi xin nhắc Ngài một điều là mình phải đi trên một lộ trình, không còn đi vào hai cái đó nữa. Không có bị những cái đối đãi thế gian nó làm khổ mình nữa. Vui đắm trong ngục tù sinh tử đến nỗi một niệm muốn giải thoát cũng không hề phát sinh được. Mình không có cái tâm thoát ly mà mình cứ vui đắm. Vui đắm là gì? Đắm chìm trong cái vui thú đó. Thật ra ai cũng có cái vui hết á, ai cũng thích vui hết á. Nhưng mà vui mà không biết lúc dừng á, vui mà quá trời, quá trớn đi tới hết giờ luôn thì kêu là đắm. Đắm say. Cho mình trong kinh hay dùng cái từ là đắm say trong cái dục lạc á. Vui đắm trong ngục tù sinh tử đến nỗi một niệm muốn giải thoát cũng không thể phát sinh được. Một niệm muốn giải thoát không, tại vì sao? Tại vì mình đắm chìm ở trong đó. Mình chìm đắm ở trong đó mà không có khởi dù là một cái nghĩ thôi, một cái thought, một cái nghĩ tới là muốn thoát ly cũng không có. Thì này A Nan, hãy khiến cho những cái ấy được hạt giống căn bản của đạo quả Niết Bàn. Nếu như mình gặp những cái người như vậy á, thì phải làm sao khiến cho họ khởi một cái niệm dù để mà họ gieo được cái căn bản của đạo quả Niết Bàn. Này A Nan, các kinh điển và những gì Như Lai đã nói, đã xưng tán đều được lưu lại trong đời vị Lai. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người được nghe rồi thì phát tâm, người đó liền được nhập vào kho tàng chánh pháp. Đây là nói tới hai dạng người. Một người là nghe, rồi cái dạng thứ hai là gì? Nghe rồi phát tâm. Có nhiều khi mình nghe mà nghe đâu thì nghe thôi chứ không có phát tâm gì hết. Thí dụ như ta nói trời ơi, lúc này tôi bệnh quá. Ồ vậy hả? Chứ mình thì nếu mình phát tâm cái nữa, rồi có cần tôi cạo gió giùm không, có uống thuốc chưa, có cần tôi giúp đỡ gì, thì mới gọi là phát tâm. Còn nghe thí dụ như hai vợ chồng sống với chung với nhau đi, bà vợ than nói trời tôi bệnh quá, vậy hả, rồi thôi. Nếu mà phát tâm chút nữa đi, giờ bà có uống thuốc gì chưa, bà có cần thuốc bà, hay là bà cần tôi chở đi bác sĩ không, thí dụ vậy đó. Cho nên trên đời này có nhiều khi nghe là một việc, mà cái cho nên Đức Phật nói trong kinh có những người quý không, trên đời này thứ nhất là người nghe pháp, rồi thứ hai là người hiểu pháp. Nghe thì ai cũng nghe, nhưng mà có hiểu không? Nghe pháp làm việc, hiểu pháp làm việc. Rồi người hiểu không quý bằng người thực hành pháp. Phải không? Đó, rồi là kế nữa là trên đời này quý nó là gì? Người nói pháp. Mà người nói pháp và người nghe pháp, hiểu pháp và thực hành pháp. Đó, nó đi dần dần như vậy đó. Cho nên nó biết nó khác với hiểu ạ. Hiểu là sao? Có tư duy. Biết là gì? I know. Nhưng mà hiểu là sao? I understand. Một cái know với cái understand, hai cái nó khác nhau. Thí dụ như cái này là gì? Rice, cơm. Nhưng mà không hiểu nấu làm sao. Không hiểu là cái người nấu rất là cực khổ. Cho nên á, mình học để mình build up cái knowledge, cái hiểu, cái biết thôi. Nhưng mà mình làm sao mình thực hiện vào cái sự tu tập. Cho nên á, chữ tuệ á, nó sâu hơn chữ trí nữa. Tuệ là gì? Là có tư duy, có quán chiếu. Và cái hiểu biết này nó có cái chiều sâu. Trí là nhìn là biết. Và cho nên tại sao nhà Phật dùng trí tuệ, nhìn biết, tư duy quán chiếu để đưa từ trí đi tới tuệ. Cho nên trí tuệ. Mà người mà có là có trí và có tuệ nữa thì thôi, tuyệt vời. Đó. Cho nên con mắt của mình á, con mắt của mình bình thường này là nhục nhãn. Nhục nhãn. Physical eyes. Nhưng mà từ mắt này nè, mình tu tập làm sao để mình nhìn cái việc nó sâu sắc hơn, gọi là thiên nhãn, heaven's eye.
Rồi thấy sự việc vậy thôi phải không? Nhưng mà mình biết trân quý nó là thấy có rồi đó. Rồi tư duy sâu sắc hơn những cái cấu tạo của nó, những cái nhân duyên đến với nó, để mình có được cái gì? Pháp nhãn. Pháp nhãn. Rồi từ cái pháp nhãn đó mình đi tới cái tuệ nhãn. Và cuối cùng mình đi tới Phật nhãn. Cũng con mắt này thôi. Cũng từ một con mắt thịt này, gọi là nhục nhãn này. Nhưng mà có sự tu tập thì nó từ một cái nhục nhãn nó chuyển xa lên, đi cho tới Phật nhãn. Nên ngày nào mình cũng tụng kinh đó: tự quy pháp, con về nương tựa pháp, cầu cho mọi chúng sanh có được trí tuệ hiểu biết đó, thấu rõ kinh tạng, hiểu biết được tất cả những lời dạy, để có được cái trí tuệ như biển. Thí dụ mình nhìn cái này, tôi biết đây là một cái bàn làm bằng gỗ. Tuệ nó sẽ đưa mình dần lên những cái quán chiếu, những nhân duyên. Gỗ này từ đâu mà có, người làm ô cha, tự nhiên thấy một cái bàn này quá trời công phu lao nhập ở trong đó. Thì từ đó người ta nhận diện được. Và khi mà đã thấy được cái bàn này do nhân duyên mà nó kết hợp thì cũng tạm thôi. Cho nên khi nào mà nó tan rã, người này cũng không khổ, không có khổ gì, thấy rõ được cái thực chất của nó. Này A Nan, khiến cho những cái ấy được hạt giống căn bản của đạo quả Niết Bàn. Các kinh điển và những gì Như Lai đã nói, đã xưng tán đều được lưu lại trong đời vị Lai. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người được nghe rồi thì phát tâm, được nghe rồi thì phát tâm, người đó liền được nhập vào kho tàng chánh pháp và tiến đến cảnh giới vô dư Niết Bàn. Người này có được một cái kho, một cái storage, một cái kho chánh pháp. Tức là trong mình nó cũng có một cái kho chứa hiểu biết, storage of consciousness. Nhưng mà nếu mà mình có cái kho này chánh pháp thì lúc nào mình cũng có chánh pháp để sử dụng hết. Cho nên cái tàng là cái kho chứa đó. Trong mấy người ta làm computer nó cũng có một cái kho, phải không? Cái đó là kêu là gì? Cái bộ nhớ, bộ chứa đó, hard drive. Cái hard drive chứa hết tất cả trong đó. Nhưng mà nếu mà mình chứa toàn là tư liệu quý giá thì cái hard drive này rất là có giá trị. Còn mình chứa cái gì đâu không thì hard drive này nó mau đầy mà không xài được. Mua nhiều khi mua mắc tiền chứ chứa gì không, không có chứa những cái tài liệu quý giá trong đó. Này A Nan, bây giờ Như Lai sẽ nói một thí dụ để làm rõ thêm ý nghĩa này. Này A Nan, ví như có một vị thương chủ dẫn một đoàn thương nhân đi qua một vùng hoang dã đầy hiểm trở. Họ đã thoát được các nạn giặc cướp và đến thành Vô Úy. Bây giờ Phật đưa một cái ví dụ như có một cái người đó dẫn cả một đoàn đi buôn và đi qua một cái vùng hoang dã đầy hiểm trở, và họ đã vừa thoát được nạn của giặc cướp và đến được cái thành Vô Úy, tức là đến một cái nơi không còn sợ hãi. Nhưng có một thương nhân bị bỏ lại phía sau. Trong khi mà cứu thoát mọi người thì có một người bị sót lại, vô cùng lo sợ, cứ tìm theo dấu chân của người trước mà đi một cách khổ cực. Bây giờ cứ lần mò theo dấu chân của người trước, bây giờ mất cái bóng dáng của họ rồi thì bây giờ làm gì? Dò theo cái dấu chân để đi. Người này cũng qua khỏi được con đường nguy hiểm và gặp lại các bạn thương nhân kia. Thấy quý giá không? Không ai dẫn đường hết, giờ cứ theo cái dấu chân đó mà mò mà đi, sao mà gặp được lại những cái người trước. Này A Nan, sau khi chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, Như Lai đã diễn nói bao nhiêu kinh điển để lại cho đời vị Lai. Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người thiện nam hoặc tín nữ nào được nghe rồi liền phát tâm, thì họ sẽ đến được bảo thành chánh pháp do Như Lai lưu lại và nhập vào cảnh giới vô dư Niết Bàn.
Đến bảo thành chánh pháp rồi thì tư duy nhớ nghĩ, hộ trì diễn nói pháp bảo của Như Lai. Cái người mà mình làm một cái việc đó, tức là khi mình đến cái thành đó rồi thì phải nhớ nghĩ và làm sao hộ trì cho cái việc đó. Thì mình cũng vậy đó, mình đã được cái pháp rồi thì mình phải nhớ nghĩ đến những người ta chưa biết, mà mình làm sao diễn giải để cho người ta cùng hiểu biết. Này A Nan, Như Lai vì một người mà phó chúc chánh pháp vô thượng, khiến thầy giữ gìn vững chắc, huống chi là đối với vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Đức Phật vì một người mà cũng nói, mà huống chi đối với vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Cho nên cái chuyện mà Đức Phật nói pháp và phó chúc pháp lại không, vì một người mà còn làm, huống chi là nhiều người. Vì vậy cho nên hôm nay Như Lai đem kho báu chánh pháp vô thượng mà Như Lai đã tích tập trong vô số kiếp phó chúc cho thầy. Quý thầy đã siêng năng đọc tụng, giữ gìn vững chắc, hãy vì bốn chúng mà diễn nói chỉ bày, đừng để mình trở thành kẻ giữa chừng hủy diệt chánh pháp. Giờ Phật nói là hôm nay Phật đem kho báu chánh pháp vô thượng đã khổ công mà có được á, nay giao cho các thầy. Các thầy phải nên nhớ là phải siêng năng đọc tụng, giữ gìn vững chắc. Hãy vì bốn chúng. Bốn chúng là gì? Tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồi gì nữa? Cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Tức là hai cái chúng đệ tử tại gia và đệ tử xuất gia. Xuất gia thì có hai chúng nam nữ, tại gia thì cũng có hai chúng nam nữ. Khi mà nói tới bốn chúng đệ tử là các vị phải nhớ này: chúng xuất gia có hai chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Chúng cư sĩ cũng có hai chúng, nam, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Rồi mà nếu mà nói về bốn chúng xuất gia, đây là nói riêng bốn chúng xuất gia, thì phải nhớ là tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Đây là bốn chúng xuất gia. Còn nếu mà nói là bốn chúng đệ tử thì phải lấy hai thôi, lấy na, lấy xuất gia và tại gia. Xuất gia có hai, tại gia có hai. Còn nói riêng cho các vị xuất gia thì đại chúng xuất gia có tổng cộng là bốn chúng hoặc là năm chúng. Năm chúng là thêm vô thức xoa, thức xoa, thức xoa mana, tức là các vị sắp sửa làm tỳ kheo ni đó. Nhưng mà nói bốn chúng là tại thức xoa là cái quá trình tu tập ngắn hạn của các vị sa di ni, cho nên đôi khi cũng lược bỏ nói bốn chúng. Còn hãy nói luôn đủ năm chúng thì phải thêm tỳ kheo ni, sa di ni và thức so mana. Còn nếu mà nói thêm năm chúng đó rồi, rồi nói thêm hai chúng nữa, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thành ra bảy chúng. Chứ là thất chúng đệ tử, tứ chúng đệ tử, hay là ngũ chúng, hay là tứ chúng xuất gia, vân vân, tùy theo cái danh từ nói mà chúng ta biết nói về những chúng nào. Cái này các vị cư sĩ thuộc cũng tốt, mà các vị tu sĩ lại phải càng thuộc. Đây là căn bản, đây là giáo lý căn bản. Người ta tới, ta hỏi mình là thầy, con đọc trong kinh thấy để tứ chúng đệ tử là gì thầy? Mình phải nói rõ cho ta biết là gì. Rồi thất chúng là gì, mà tứ chúng xuất gia là gì? Đây là những cái danh từ Phật học mà người xuất gia cần phải để ý, phải thuộc, phải biết. Cư sĩ cũng phải biết rồi. Cho nên tại sao mình không có tinh tấn, mình không có siêng năng? Tại vì việc của mình không rành. Mình là một Phật tử, mình có rất nhiều cái phải học. Để chi? Để cho cái chất lượng của người Phật tử nó có, tức là cái quality. Còn không thôi mình chỉ có cái name thôi. Tôi là Phật giáo, I am Buddhism, nhưng mà I have nothing to know about Buddhism. Cái này là không được. Cái này là có nem mà ở trong mở ra không có gì hết trơn, trong kho này trống trơn, đồ quá đắt cũng không có nữa chứ đừng. Oven it còn không có nữa chứ đừng nói là có đồ có date. Phật tử là phải học giáo lý, và khi mình học rồi là phải ghi nhớ để nó có được cái tích tập lực hồi nãy đó. Tích tập lực là có khả năng, có sức mạnh của sự ghi nhớ.
huân tập để làm gì? Để nó giúp cho mình. Thí dụ như mình thuộc kinh đó, Pháp Hòa hay nhắc là mình thuộc kinh đỡ dữ lắm. Tại vì khi bất cứ một cái sự việc gì nữa xảy đến với mình thì những lời kinh đó sẽ giúp cho mình. Bây giờ lúc đó ai khuyên mình? Lúc đó ai tới khuyên mình mà chắc gì người ta khuyên mình nghe không? Thôi thì chỉ có những lời kinh nó nằm từ trong tâm mình nó tuôn ra. Đó là hải đảo chánh pháp, đó là hải đảo của tự thân. Tại vì lúc đó không ai khuyên mình được, chưa chắc mình nghe, và mình cũng chưa biết là mình đủ phước để có ai đó tới khuyên mình không. Thì tự nhiên lúc đó nó sẽ có những cái lực nó đi ra, nó giúp cho mình. Đó là cái tích tập lực. Hãy vì bốn chúng mà diễn nói chỉ bài, đừng để mình trở thành kẻ giữa chừng hủy diệt chánh pháp. Mình mà không biết cái này thì giống như mình là nửa chừng rồi, dừng lại cái sự việc đó. Hồi nãy có một em, hai em trẻ được mẹ dẫn đi chùa. Dẫn đi chùa rồi cái mới lên lễ Phật xong rồi thăm Pháp Hòa. Thì mẹ mới nói trời, con cũng hay khuyến khích mấy đứa nhỏ nó đi. Pháp Hòa mới sẵn gì Pháp Hòa mới nói, và nói tụi con phải siêng năng đi chùa và học hỏi. Quý thầy ở đây đều là những thầy biết tiếng Anh hết. Con không biết cái gì con hỏi quý thầy. Quý thầy có mặt để cho tụi con học hỏi. Có những nơi á, người ta muốn học hỏi vô cùng mà không có thầy. Rồi có những nơi có thầy nhưng mà các thầy không có nói được nhiều tiếng Anh, chỉ nói giao tiếp bình thường chứ không có thể giảng dạy sâu sắc. Rồi các con ở đây mà được cái cơ hội đó mà không đến tìm các thầy thì uổng lắm. Trong khi đó bây giờ mình có các thầy đều là những thầy biết tiếng Anh hết, mà có thể nói chuyện với mình, có thể chia sẻ, có thể tâm sự với mình. Thì Pháp Hòa mới nói thế hệ ba mẹ của con là bằng thầy á, là ba mẹ con support thầy. Thấy không? Bây giờ mai mốt là thầy với ba mẹ con xong thì các thầy trẻ ở đây lên thì thế hệ của tụi con tiếp nói. Mình làm sao cho nó được duy trì thì cái đó là cái việc của mình làm. Chứ không thôi là thầy có cái lỗi là tới đây thầy dừng hết người kế thừa. Phải không? Cho nên đó, thầy làm một cái việc là đi tìm người tiếp nối. Thì giờ mà người tiếp nối thì thí dụ bây giờ có đi nữa đó, thì cũng phải có người ủng hộ chứ. Không ủng hộ thì ta chán. Quý vị nhớ cái chùa Trúc Lâm của mình là cái nhà thờ ở dưới River Dale không? Ở dưới cái dốc đó. Thì khi mà mình cất cái đinh này rồi đó, thì mình mới sang cái chùa đó lại cho Phật giáo Hàn Quốc. Thật ra lúc đó đó không phải là một cái hội Phật giáo Hàn Quốc nữa, mà do một ông cư sĩ người Hàn Quốc, ông đi làm ở trên Fort McMurray á, là ông nấu cơm cho những người làm đường rầy xe lửa ăn. Rồi ông để dành dụm được một số tiền, lúc đó cũng được gần 100 ngàn. Thì ông có cái tâm nguyện á, là làm sao có được một ngôi chùa cho người Hàn Quốc. Cho nên ông đem tiền dành dụm của ông sang cái chùa đó lại. Và khi mình thấy cái tâm thành của ông như vậy đó, cho nên lúc mà mình sang cái chùa cho ông á, là mình sang giống như là sang để mình lấy một ít tiền làm cái vốn xây cái này. Chứ còn hoàn toàn nếu mà nói lời là không có lời gì hết. Tại vì mình thấy ổng cũng là Phật tử. Ổng là Phật tử, là Phật thứ nhất là Phật giáo, thứ hai là một Phật tử một mình đơn độc mà có cái tâm như vậy. Cho nên khi mình để cái chùa đó ổng cho ổng lại là mình đi ra là tủ thờ, bàn thờ, lư hương, chân đèn, mọi thứ để lại hết cho ổng, để ổng tiếp tục ổng sinh hoạt. Chứ bây giờ mình dọn sạch sành sanh thì ổng có gì ổng xài. Tội nghiệp lắm. Ông đi qua bên Hàn Quốc, ông thỉnh mấy thầy qua. Ông thỉnh mà mỗi một lần thỉnh một thầy nào qua, ông cũng dẫn lên thăm Pháp Hòa, giống như nói theo ngoài đời là giống như trình một người ở lâu vậy đó. Thì Pháp Hòa cũng rất là vui là bây giờ có được một ngôi chùa người Hàn và có sinh hoạt. Hai ba tháng sau gặp ổng hỏi thăm, cái em nói ông thầy kia đi về rồi, về lại Hàn Quốc. Hỏi sao vậy? Ổng nói buồn quá, ở đây không có sinh hoạt gì hết, tại vì sao không có bao nhiêu người. Đó,
Thời cuối cùng á, nửa chừng thôi thì cái ngôi chùa nó không thể duy trì tiếp tục, tại vì không có người tiếp nối. Thì các vị đến đây thì muốn có cái lòng muốn sinh hoạt mà không ai tới ủng hộ, không ai tới hộ trì gì hết, thì cuối cùng phải dẹp tiệm thôi chứ sao giờ. Tại vì tưng bừng khai trương mà âm thầm đóng cửa tại vì không có cái người tiếp nối. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa cũng nói với các thầy đó, cái tâm nguyện của thầy là năm nay thầy ở nhà thêm một năm nữa, là vì thầy thấy cái bổn phận của mình cần phải hướng dẫn cho các thầy, các cô. Tại vì mỗi người chúng ta ai cũng phải có bổn phận, mà tự mình biết cái bổn phận của mình thôi. Ví dụ như quý vị đi đến chùa thích thì tới, không thích thì thôi, rồi khỏe thì tới, không khỏe là thôi, thí dụ đi. Còn cái chuyện chùa có đủ tiền trả điện nước không, mình cũng đâu quan tâm. Nhưng mà ai là cái người mà tự thấy bổn phận của mình nhất, cái người mà phải lo cái việc đó. Còn cái chuyện tự giống như nhà mình vậy thôi, mình mà nắm cái tiền bạc chi phí trong nhà là mình biết cái bổn phận đó. Cho nên mỗi người ai cũng có bổn phận hết. Mà chính vì mình thấy được cái bổn phận của mình và mình sống được với cái bổn phận của mình thì nó cũng giúp cho mình vượt đi được những cái khó khăn. Cuộc sống thì nhiều lúc nó khó khăn, nó chao đảo dữ lắm, nhưng mà tại vì làm sao mình có thể lết được tới giờ phút này là vì cái bổn phận thôi, cái bổn phận của mình thôi. Trong những cái khóa tu á, khi mà Phật tử đi ra về thì dĩ nhiên là mình đã căn dặn trong nhà bếp là lo thức ăn cho các vị đi ra về, biết là các vị sẽ lo, nhưng mà mình cũng sao chưa yên lòng. Tại mình là trụ trì, là người tổ chức khóa tu, cho nên mỗi lần ai sắp sửa ra về cái mình đi xuống bếp một cái, mình rảo một cái để mình make sure là thức ăn đã có. Mới cái khóa tu, hình như là khóa tu hai khóa tu trước, cái bữa đó là có một số Phật tử đi về mà hẹn với nhau là sẽ thức sớm để làm bánh mì. Trời ơi, mình để đồng hồ mình ra sớm lắm để mình phụ, mà sao ra mà không thấy ai hết trơn. Khi Phong Hoài đi tới cái phòng của cái cô mà chịu trách nhiệm á, trời thấy ngủ ngon quá, cái mình không nở gõ cửa, cái mình đi ra mà nửa tiếng đồng hồ đi ra đi vô ra vô vậy. Không? Tại vì mình gõ cửa thì không dám, mà mình biết sắp tới giờ rồi. Đó, mà đồ đạc các vị cất chứ mình đâu có, mình đâu có cất, mình biết. Nhưng mà mình biết là đêm hôm là bàn với nhau sắp xếp hết rồi. Thì ở đây mà nói một cái ví dụ về để chúng biết là cái bổn phận. Ví dụ mình nhận một cái trách nhiệm gì đó là mình biết mới có bổn phận của mình, là mình phải thức sớm, mình phải làm. Ví dụ vậy. Cho nên nhờ mình ghi nhớ cái bổn phận của mình để làm chi? Để mình khó khăn cỡ nào mình cũng vượt được. Tội nghiệp, ngày sáng này cũng có một gia đình tú ở dưới Calgary. Mặc dù là trời tuyết như vậy rồi, trên đường đi biểu tình, mấy ngày nay biểu tình quá chừng, thấy không? Mà vì thương con của mình, đứa nhỏ muốn con mình đi chùa để đầu năm để được gặp quý thầy vậy. Rồi bắt bất chấp đi 3 tiếng đồng hồ đi tới đây. Nếu mà người ta không thấy, không có tình thương với con, đấy bổn phận của cha mẹ, ta đâu có làm cái chuyện đó. Cho nên mình từ đó mình mới thấy là bổn phận là cái responsibility của mình. Và ai cũng có một cái trách nhiệm, cái bổn phận á, mình ghi nhận như vậy. Trong ngày hôm qua cô Diệu Thanh, cô nhận nấu gì đó, cái tự cô đi ngủ đã đời, cái thấy từ 12 giờ cái thấy cô xuống, cô làm bổn phận của cô. Hay mấy sư cô cũng vậy, sáng 5 giờ sáng, ngày 4 giờ sáng, 5 giờ sáng ngày Chủ nhật là mình thấy có mặt ở dưới bếp rồi. Tại vì không làm ai, bổn phận của mình mà. Đó. Rồi các thầy bổn phận là phải lo trên chánh điện công khu sáng, cho nên là 6 giờ, 5 giờ mấy, 6 giờ là phải có mặt trên này rồi. Người thắp nhang, người thỉnh chuông, người chuẩn bị bật máy, livestream, ví dụ vậy. Đó. Cho nên thật ra trong cuộc sống này chúng ta đều có bổn phận hết. Lớn, nhỏ gì cũng có bổn phận hết. Chứ nói tôi có bổn phận gì hết đó, không có, đều có bổn phận. Và bổn phận đó là gì? Đó là đạo. Đạo
cái nghĩa sâu của một cái nghĩa khác của chữ đạo là bổn phận. Vậy thì ai trong chúng ta sống mà không có bổn phận, mà chúng ta nói tôi không có đạo gì hết? Không phải, mình phải có chứ. Đạo là con đường, đạo là chân lý, đạo là bổn phận. Đạo nó nhiều nghĩa lắm. Và ở trường hợp nào cái chữ đạo này đều được thể hiện. Cho nên mình phải có bổn phận. Làm sao không phải là cái người trở thành kẻ giữa chừng mà hủy diệt chánh pháp. Và cái đó là cái điều mà lúc nào mình cũng để trong lòng. Làm sao mà Phật pháp được duy trì ở cái quốc độ mà chúng ta đang sinh sống. Này A Nan, trong đời vị lai, nếu các chúng sinh không được nghe nghĩa lý kinh điển thì đó là sự mất mát lớn. Nếu mà mình sống ở trong đời này mà mình không nghe được cái đạo lý, đó là một mất mát lớn cho đời mình. Tại vì sao? Tại vì mình có tiền có của mà mình không nghe được đạo lý thì nổi cái chuyện là đạo lý để sử dụng tiền của mình có thôi. Mình không nghe được thì mình phí đi tiền công phu mình, cái công lao mình làm cực khổ mà không nghe được cái đạo lý cách ứng xử sử dụng tiền của mình. Rồi bây giờ mình có một cái thân thể khỏe mạnh, mình không nghe được cái đạo lý làm sao để sử dụng thân thể này cho đúng, để làm lợi cho cái, dùng cái thân tạm bợ này làm lợi thì phí một đời. Quý vị để ý là mình có hết tài sản nhưng mà tại mình không có chánh niệm, không có giáo lý thì mình không sử dụng nó đúng thôi. Ví dụ bây giờ mình có cái cặp mắt nhưng mình không có để cặp mắt này nó làm, nó nhìn, nó thấy những cái gì hay ho, đọc những cái gì thánh thiện để ghi nhớ trong lòng, thì cặp mắt này tối ngày cứ soi mói người này, dòm ngó người kia, ráp lại tới mình là toàn chuyện xấu của người khác để nói, mà không, mình không có cái cặp mắt để nhìn thấy những cái hay cái đẹp của người khác, uổng không? À, rồi mình cũng có cái miệng mình nói đó những điều gì hay thiện hết, mà sáp lại cái mình nói toàn là chuyện của thiên hạ, ai tốt ai xấu, ai thế này thế kia thì nó uổng đi. Cho nên ai cũng có cái quý giá của mình hết. À, biết tam bảo của tự tâm, nhớ không? À, ai cũng có những cái quý báu. Cho Hòa Thượng Tinh Vân đó, ngài có nói tới cái chỗ tam bảo, mình đọc cái đoạn đó mình rất là tâm đắc, rất là tâm đắc. Thí dụ ngài nói vậy nè, ngài mới nói rằng tam bảo của đạo Phật là Phật Pháp Tăng. Nhưng mà cái đó là tam bảo của đạo Phật thôi, nhưng mà chính con người của mình đây cũng có rất nhiều thứ tam bảo khác. Thí dụ như giờ mình nói là tam bảo của cái cơ thể, của cái diện mạo của mình là có gì? Mắt, tai, miệng. Mắt là để nhìn, tai là để nghe, miệng là để nói. Mình cũng có tam bảo của gương mặt vậy, thấy không? Con mắt mình nhìn là một quý báu rồi. Lỗ tai mình nghe. Pháp Hòa hay nói với các thầy, hồi mấy đứa nhỏ vô chùa tôi khóa tu, mắt nhìn, tai nghe, trái tim để cảm. Thấy bác kia bưng nguyên nồi nặng thiệt nặng vậy đó, nó thấy mà trái tim nó không cảm, nó đứng bên nó, bác đi đi bác. Nhưng mà nếu trái tim nó rung cảm, nó chạy tới, nó nói bác để con phụ. Thật ra mình có trái tim để mình rung cảm những cái sự khó khăn của người. Còn không thì mình ứng xử mắt nhìn thôi mà trái tim nó không rung cảm. Nghe người ta nói trời tôi bệnh quá, rồi cười, vậy hả? Rồi nếu mình nghe người ta nói ta bệnh quá thì trái tim nó rung cảm, nó sẽ hỏi liền, có cần tôi cạo gió không? Sao lúc tôi đau bụng quá, rồi sao? Còn nếu mà mình có trái tim rung cảm là có cần dầu không, có cần uống thuốc không, thí dụ vậy đó. Qua hay nói với mấy đứa nhỏ vậy đó, mắt nhìn, tai nghe, trái tim cảm. Không, còn cái lỗ tai mình nghe gì đó, trái tim mình nó cảm. Thí dụ mình ngủ mà con mình nó khóc, nghe tiếng nó khóc, trái tim rung cảm chạy qua phòng nó liền, coi con mình nó làm sao vậy. Dù mình có mê ngủ cỡ nào đi nữa, nhưng mà vì thương con mình nhất định sẽ ngồi dậy mà lo cho con mình thôi. Cho nên cuộc sống mà nó vậy.
Cho nên trong đời vị lai, nếu các chúng sinh không được nghe nghĩa lý kinh điển thì đó là một sự mất lớn. Cái chữ kinh điển là gì? Không phải nói là kinh Phật không. Những cái đạo lý, những cái đạo lý để chúng ta ứng xử trong cuộc sống, mình không có nghe được những cái đó thì mình không có cách sống, đó là một mất mát lớn. Cho nên là thiên kim dĩ đắc, ngàn vàng dễ có, hảo ngữ nan cầu, một lời nói đẹp nói hay khó nghe lắm, khó có lắm. Có nhiều khi người ta ta biết lắm mà tại ta ghét mình tâm thành nói cho mình mất mát không. Nhiều khi mình hoặc là người ta nói gì mình chứ, biết rồi. Rồi một lần nha, hai lần nha, ba lần không khỏi nói nữa, tại tôi nói gì anh cũng biết hết, tôi nói chi nữa. Rốt cuộc mình không biết gì hết, mất cơ hội để học hỏi, mất cơ hội. Cho nên phải để tâm mình học. Nhưng mà cái học đó không phải để mình build up, để mình xây đắp cho một cái hiểu biết gọi là bình thường của mình, mà để làm gì? Để mình ứng xử mình sống. Cho nên Phật, lời Phật dạy không phải để mình chết mình lên cực lạc Tây phương gì, chuyện đó sẽ có nếu ngay trong cái mặt đất này mình sống đúng bài bản, có thiện lành. Tại vì cái đây là cái nhân, những cách sống của mình là cái nhân, và cái quả là cái khi mình chết đi hay là cái gì ở phía sau là cái quả. Nhưng mà ngay trước mắt mình không có gieo nhân. Cho nên hồi nhỏ mình không có lo học thì mai lớn đâu biết gì. Cái này là mình phải lưu tâm ha. Không được nghe nghĩa lý kinh điển thì đó là một sự mất mát lớn. Ví như bây giờ Đức Phật đưa một cái ví dụ. Ví như có ông trưởng giả giàu có tột bậc, kho tàng đầy ắp của cải châu báu, tất cả các vật dụng cần thiết đều có đầy đủ. Ông chỉ có một người con duy nhất. Một hôm đúng vào lúc người con đang đi chơi ở một nơi thật xa, thì ông bị bệnh nặng, thân thể vô cùng đau đớn. Biết mình sắp chết, ông đem cả kho tàng tài sản bao nhiêu châu báu vàng bạc gửi gắm cho một ông trưởng giả khác, nói rằng: xin ông biết cho, tôi đang đi chơi xa mà hiện giờ tôi đang bệnh nặng, chắc không còn sống được bao lâu nữa. Tôi vì con tôi mà xin đem tất cả tài sản này gửi cho ông. Khi nào con tôi trở về, xin ông thay tôi mà dạy dỗ nó, bảo nó đừng sống buông lung, hãy giữ gìn vững chắc đức tánh không buông lung. Sau đó xin ông giao lại tất cả tài sản này cho nó và khuyên bảo nó rằng: này cháu, cha cháu trước khi chết đã vì cháu mà gửi tất cả tài sản này cho ta, nay ta giao lại cho cháu. Từ nay tài sản này là của cháu, cháu hãy nhận lấy, hãy giữ gìn cẩn thận, đừng buông lung, đừng để cho bị mất mát. Ông trưởng giả cự phú kia nói mấy lời ấy xong, liền đem tất cả tài sản quý báu của mình gửi hết cho ông trưởng giả bạn. Quý vị hiểu câu chuyện không? Ông này đi chơi xa, trúng gió, sắp chết. Bây giờ giao hết tài sản lại cho người bạn của mình và dặn rằng: khi ông gặp con tôi, ông dặn dò nó, là ba nó dặn nó phải cẩn thận, không có buông lung, và sau đó giao hết tài sản cho nó. Ông trưởng giả cự phú kia nói mấy lời đó xong. Chữ cự phú là gì? Cự phú là giàu to. Chữ cự là lớn, là to. Dù mình đưa về lên kêu là cự gì? Cự phách. Cự là lớn, phách là ngón cái. Ngón cái to kêu là cự phách. Để muốn nói gì? Nói cái người tài năng, xuất chúng. Cái chữ cự phách là để chỉ cho những người đặc biệt, tài giỏi. Thì cái người cự phú tức là cái người giàu lớn, giàu to đó. Rồi, sau đó không lâu người con trở về, nhưng ông trưởng giả nhận giữ giùm tài sản kia, đã không giao tài sản ấy lại cho người con trai này. Cho người trai nhận mà không giao. Này A Nan, ý thầy thế nào? Đây là lỗi của ai? Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, đó là lỗi của ông trưởng giả nhận tài sản gửi gắm, chứ không phải lỗi của ai khác. Bây giờ ông nhận lời người ta mà ông không giao thì lỗi của ông. Thì giờ cái đứa nhỏ kia mà lỡ nó sống buông lung
thì cũng là lỗi của, tại vì nó đâu có biết, nó đâu có nghe được cái lời dặn dò của ba nó đâu. Cho mình nhận lời gửi gắm. Thì Đức Phật nói vì sao vậy? Ngài đang nói vì sao vậy? Vì ông này đã đích thân nhận kho tàng tài sản do ông trưởng giả cự phú gửi gắm, nhưng rồi không giao lại cho người con của ông trưởng giả cự phú kia. Đức Phật dạy: này A Nan, ông trưởng giả cự phú trên kia là dụ cho Như Lai. Ông trưởng giả giàu đó sắp chết đó, là dụ cho Phật. Sắp chết là dụ cho Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Chỉ dụ đây là đưa một cái ẩn dụ, một cái ví dụ. Một người con là dụ cho thiện nam tín nữ ở đời vị lai, nói cách khác là mình. Người con đó là mình à. Đi chơi xa là dụ cho sự lưu chuyển trong năm nẻo đường. Đi chơi xa, trong này nói ông trưởng giả đi chơi xa. Năm nẻo đường là gì? Thiền, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Kho tàng tài sản quý báu là dụ cho kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp. Xin đính chánh lại là năm nẻo đường là trừ khỏi trời ra. Trừ khỏi trời ra, từ khỏi Atula xuống. Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là gọi là ngũ thú hay là ngũ đạo. Còn lục đạo tức là thêm khỏi trời nữa. Ông trưởng giả nhận sự gửi gắm là dụ cho quý thầy. Các vị cư sĩ nam nữ là người con. Các vị xuất gia đây là ông được nhận cái lời gửi gắm của Phật. Gồm chư vị Đại Thanh Văn và Đại Bồ Tát đang hộ trì chánh pháp. Đó, cho nên các thầy các cô là những người được Phật gửi gắm. Được gửi gắm là làm sao trao cái gia tài lại cho cư sĩ. Giờ mình muốn trao mà họ không nhận sao? Như vậy, này A Nan, kho tàng pháp bảo vô thượng mà Như Lai đã tích tập từ vô số kiếp, vì các thiện nam tín nữ trong đời vị lai, Như Lai đem phó chúc cho thầy và tỳ kheo Đại Ca Diếp, Bồ Tát Di Lặc và chư vị Đại Bồ Tát. Ở trong này đưa ra hai người. Một là Ngài Đại Ca Diếp, hai là Bồ Tát Di Lặc, là hai vị biểu tượng cho hai chúng. Ngài Đại Ca Diếp là biểu tượng cho đệ tử Thanh Văn, tức là các vị ở đời. Còn đứng về hàng Bồ Tát á, thì trao cho Bồ Tát Di Lặc. Và chư vị Đại Bồ Tát, quý thầy hãy tùy thuận sự phó chúc này của Như Lai và hãy trao truyền chánh pháp cho hàng Phật tử tịnh tính trong đời vị lai. Phật tử, đây là Phật, Đức Phật nói là Phật tử tịnh tính nha. Tức là gì? Đó là những người Phật tử có cái niềm tin trong sạch với giáo pháp. Thí dụ bây giờ mình tin là Phật là một ông thần thì cũng là tin, nhưng mà chưa phải là tịnh tính. Tại vì sao? Không phải lỗi mình, là tại vì mình chưa biết. Mình chưa biết, mình mới đầu mình nghĩ đơn giản Phật là ông thần. Rồi bây giờ mình nghe mà đi quy y, mình nghĩ là quy y để làm chi? Để làm con Phật, cái mai chết cho được Phật rước, thì có cái passport, có cái giấy chứng nhận là làm con Phật, thì mai mốt mình có chỗ mình đi, còn không quy y là mai mốt không có đường đi. Cũng là tin, nhưng mà chưa có phải là tịnh tính, không có sao hết. Nhờ mình mới đầu mình tin vậy đó. Rồi bắt đầu bổn phận của các thầy là phải giải thích, phải làm sao cho người Phật tử hiểu Phật là ai, mà tin Phật như thế nào mới gọi là tin đúng chánh pháp. Kế đến là quý vị quy danh quy y, rồi giờ quy y là gì và tại sao phải quy y. Hồi mới trước đó, lúc ghi danh là đơn giản là suy nghĩ là quy y để có cái pháp danh để mai mốt lên trở nợ. Nhưng mà sau khi mà mình quy y, trong lễ quy y thì mình được hiểu rõ cái ý nghĩa quy y rồi, thì mình đưa cái hiểu biết mình từ một cái niềm tin bình thường lên một cái niềm tin gì? Tịnh tính, tức là một cái sự tin, một cái niềm tin mà rất trong sạch. Quy y, thọ giới. Có nhiều khi bệnh quá nguyện ăn chay,
ăn chay hết bệnh thì cũng là một niềm tin. À, nhưng mà sao khá, nhờ nguyện vậy cái hết bệnh thiệt. Hết bệnh thiệt cái bắt đầu ăn chay tháng. Ăn chay tháng thì trong khi ăn chay thì mình sẽ được nghe những cái bài pháp nói về ăn chay, và mình hiểu rằng à, cái đó chỉ là niềm tin của mình. Nhưng mà cái chính thức của sự ăn chay là gì? À, là sự trưởng dưỡng lòng từ bi. À, thí dụ vậy, tránh những cái nghiệp sát sinh vân vân. Thì nhờ như vậy cho nên mình thấu rõ được cái đạo lý hơn, từ đó mình thâm nhập được Phật trí. Cho nên cái bài kệ mà đi ra khỏi nhà đó, mỗi ngày đi ra đi vô, tùng xá xuất thời, từ nhà đi ra, đương nguyện chúng sanh, à, thâm nhập Phật trí vĩnh xuất tam giới, tức là đi vào sâu vào cái trí của Phật mà rời khỏi được cái cõi khổ của ba cõi. Cho nên đó, những người mà người ta đến đó, với đạo đó, có nhiều khi người ta đến bằng cái niềm tin rất bình thường, không có sao hết, không có tội lỗi gì hết. Hồi xưa không chừng mình cũng vậy chứ gì đâu. Nhưng mà nhờ mình mới đầu mình nghe, nhờ như vậy cái bắt đầu mình đi chùa thường xuyên hơn, mình nghe pháp nhiều hơn, rồi bây giờ mình thoát được cái đó và mình đưa từ một cái niềm tin sơ cơ của mình lên một cái niềm tin vững chãi trong sáng hơn. Thì lúc nào cũng vậy thôi. Tại vì khi mà Đức Phật nhìn trong một cái hồ sen, có những cái sen còn chìm ở dưới bùn, có những cái sen nó mới vừa lúa khỏi mặt nước, có những cái sen nó thành một cái bút, có những cái sen nó hơi hé hé, và có những cái sen đã nở rộ. Thì Đức Phật nhìn trong cái hồ sen đó và Đức Phật đã quán thấy được căn cơ của chúng sanh, của con người nó cũng giống như một hồ sen vậy đó. Có những người ta chưa có biết cái gì hết, cũng giống như sen mà ở dưới bùn, niềm tin cũng chưa có nữa. Nhưng mà không sao, họ vẫn là sen ở trong, họ vẫn là một cái sen ở cái hạt mầm ở trong cái bùn đó. Rồi từ từ họ lú lên, cũng giống như những người bước vô chùa thắp cây nhang vậy thôi, chứ chưa hiểu gì hết, cũng giống như sen búp vậy thôi. Rồi có những cái sen nó hé hé là bắt đầu hơi hơi thích thích đi chùa vậy đó. Rồi nở rộ một chút nữa, rồi cũng hơi hiểu biết một chút. Đến khi nào mình nở rộ ra, tức là những người đã có những cái hiểu biết sâu dày. Nhưng mà ai cũng là sen hết, ai cũng là sen hết. Dù họ chưa có lúa ra khỏi mặt nước, họ vẫn là sen. Giống như mỗi người chúng ta, ai cũng có cái khả năng hiểu biết đó hết, nhưng tại mình chưa được khai mở thôi. Giống như hồi đầu, ví dụ như mình tin rằng á, tụng kinh Phật phù hộ. Ngày mình tin vậy đi, thí dụ vậy. Nhưng mà một thời gian sau mình thấy, ồ, mỗi lần mình tụng kinh là mỗi lần mình ghi đậm lại thêm lời Phật dạy. Và bây giờ mình ghi đậm như vậy cho nên mình ứng dụng lời Phật dạy, cái mình thấy cuộc sống mình có thay đổi rất là lớn. Cái từ đó mình ồ, Phật phù hộ. Thật ra phù hộ bằng cách nào? Phù hộ bằng cách là cho mình cái lời dạy. Và mình nhờ cái công đức gọi là, hồi nãy mình nói là tích tập lực á. Nhờ cái tích tập lực cộng thêm những cái lực khác như là trí lực, tuệ lực, tinh tấn lực vân vân, trở thành ra một người có nhiều cái năng lực, và trong đó là giới định tuệ đầy đủ. Và nhờ như vậy đó, cho nên đó, tụng kinh đó, không có vô ích đâu nếu mình hiểu được cái ý nghĩa của nó. Bây giờ hồi xưa mình hiểu là mình tụng kinh như là mình van xin Phật, mình cầu nguyện với Phật. À, nhưng mà giờ mình lâu ngày đi thời gian hiểu rồi, mỗi một lần đọc kinh trở lại là mỗi một lần mình ghi đậm lời Phật nhắc nhở mình. Có một cô đó, cổ mất một người con, rồi buồn quá cô mới bay qua bên này. Thì ngay cái lúc đó, ngày hôm đó mình đi lên Tây Thiên, và cô Tháp Tùng đi theo, và lên trên đó tụng kinh Hải Đảo Tự Thân, rồi đọc năm cái điều quán nguyện. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát được cái già. Đọc xong một cái buổi kinh đó, cái cô xuống cô nói, con có cảm giác như là nguyên cái thời kinh ngày hôm nay là một bài pháp cho con vậy đó. Mở ra, mặc dù chưa hết khổ, chưa gì hết, nhưng mà nó đặt click vô trong cái tâm tư rồi.
nó đã bám những cái lời kinh đó vô rồi, từ từ nó sẽ ngấm, giống như uống thuốc mà nó chịu vậy đó. Mình uống thuốc nhức đầu mà sao uống hoài nó không hết, tự nhiên bữa nay ai cho mình hai viên thuốc, bắt đầu cái chưa hết nhất nhưng mà mình thấy có sự êm dịu. Thì cái sự êm dịu đó là gì? Đó là dứt đế. Trong cái tứ diệu đế đó, mình chưa hết khổ nhưng bây giờ mình mở toan được, mình hiểu rồi. Rồi từ đó mình biết, à tôi biết lý do nào vì tôi khổ rồi, tập đế. Bây giờ tôi nhẹ nhàng trong lòng rồi là diệt đế. Bây giờ tôi sẽ tìm, bắt đầu đi vào cái chuyện uống thuốc hết bệnh, đạo đế. Hồi đầu tôi sống với khổ đế thôi, tôi khổ mà tôi cứ rên tôi khổ, tôi tự không biết lý do là tôi khổ. Bây giờ tôi nhờ, tôi học hỏi cho tôi biết khổ phải có nguyên nhân, phải có nguyên nhân làm mình khổ. Sao tôi nhức đầu hoài mà tôi biết tại sao? Bây giờ bác sĩ bảo lý do nào tôi nhức đầu. Cho nên đó là trong các cái quả chứng, các trong đệ tử Phật có một đệ tử là thanh văn, nghe lời dạy, nghe âm thanh để tư duy, để quán chiếu. Rồi từ đó mình mượn những cái lời dạy đó, mình học cái cách quán chiếu và mình biết rồi, giờ cái gì tới mình cũng có thể tư duy quán chiếu để có được cái giác ngộ gọi là duyên giác. Từ đó mình sống rất là linh động, rất là nhẹ nhàng, đó là Bồ Tát. Thật ra các những cái thừa là nói là vậy thôi, chứ còn nếu mình hiểu biết là mình sẽ thấy rằng mọi việc nó nhẹ nhàng trong cuộc sống mình như vậy, mình chứng các quả đó là nào mình không hay. Cho nên đại chúng nhớ là truyền chánh pháp cho hàng Phật tử tịnh tính trong đời vị lai. Vì sao vậy? Nạ nan có những chúng sanh đã thuần thục từ đời quá khứ, trong thời kỳ Như Lai còn tu hạnh Bồ Tát, nhưng do những nghiệp ác cũ mà phải đọa lạc trong chốn địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Sau khi Như Lai diệt độ, những chúng sinh kia thoát khỏi ác đạo, được sinh làm người. Các căn lành vốn có nay được tăng trưởng trở thành thuần thục, do chút ít nhân duyên mà sinh lòng kính tin đối với giáo pháp của Như Lai. Trong số đó có thể có người được xuất gia, được nghe kinh điển của Như Lai rồi phát tâm tu hạnh thù thắng, hoặc ở thanh văn thừa, hoặc ở duyên giác thừa, hoặc ở nơi đại thừa mà nhập niết bàn. Thì Đức Phật nói cái đoạn này là có những chúng sinh đó, vừa thoát được khỏi ác đạo, được sinh làm người, thì các căn lành vốn có nay được cái đó mà nó tăng trưởng trở thành thuần thục. Cho nên rồi đời này có chút ít nhân duyên. Thí dụ như tại sao 30 năm trước mình không biết gì chứ, như Phật Pháp mặc dù chùa chiền tùm lum, kinh điển lum bỏng, bây giờ để tâm, tự nhiên 30 năm sau nó click cho cái đầu mình một cái nhẹ nhàng như vậy đó, nó đúng cái thời điểm thuần thục. Có những vị chia sẻ giống Hòa, nói mặc dù con sống trong một cái vùng chùa đầy dẫy hết trơn, nhưng mà xưa giờ con bao giờ có nghĩ suy nghĩ chuyện mà bước vô chùa nghe những cái này, tại con thấy này nó không có phù hợp gì hết á. Nhưng mà một ngày kia tự nhiên con lên mạng và con click vô cái bài pháp, tác động vô tâm, mở cửa được. Giống như cái đoạn kinh này vậy đó, Đức Phật nói vậy. Rồi do chút ít nhân duyên mà sinh lòng kính tin đối với giáo pháp của Như Lai. Trong số đó có thể rồi có những người được đi xuất gia, tức là mình đi mặc dù đi muộn nhưng mà vẫn được đi xuất gia. Tại vì sao? Tại vì đây là túc duyên của đời trước. Cho nên đời này là một sự tiếp nối. Đây là một sự tiếp nối. Rồi nếu mình thuần thục nữa là một kiếp nào đó, từ nhỏ là mình đã có thể nghĩ tới chuyện đó và phát tâm. Để chi? Để cái đoạn đường giáo hóa của mình nó dài hơn. Nó dài hơn. Cho nên vị nào mà tu trễ, không có buồn tuổi, mà biết rằng cũng may đời này mình còn được một chút phước gì, giữ vào cái hàng ngũ của người xuất gia, tu tập theo chánh pháp của Phật. Và dù mình không có thành tựu gì nhiều, nhưng mà ít nhất mình đã được gì? Đã được dự vào, tức là gieo cái nhân chủng. Trong
những cái đời sau của mình, mình sẽ được thuần thục hơn. Thôi hôm nay mình học đoạn kinh này thôi, để tuần sau mình học tiếp. Nói tóm là cái đoạn này là đúng là theo cái ý nghĩa là Phật trao trao cái công việc là phó chúc, là Phật giao cho mình có một cái trách nhiệm. Cũng giống như lâu lâu cái Pháp Hòa được nhận một quyển sách cũ, thì cái vị mới gửi đến tặng, là tại vì người vị này đã được nhận cuốn sách này từ hồi còn trẻ, rồi mang ra tới nước ngoài. Bây giờ thấy mình già cả rồi, sợ là không còn lưu giữ được cái này nữa. Thôi giờ thấy Pháp Hòa thích sách quá cho nên gửi tặng cái cuốn sách đó. Nhưng mà Pháp Hòa nhận được bộ sách đó cũng rất là vui, tại vì những cái bộ sách quý giá. Như vừa rồi quý vị mới tặng cho Pháp Hòa một bộ sưu tập tất cả những tờ báo Đức Tuệ. Đây là một cái tờ báo Phật giáo đầu tiên ở ngoài Bắc, được ấn, được in từ năm 1935. Và cái tờ Phật giáo Đức Tuệ, cái tờ tạp chí giống như cái tạp chí Đức Tuệ, giống như một tờ báo Phật giáo đi. Và quý vị tưởng tượng là bao nhiêu năm trời mà các vị có thể sưu tập lại hết những cái tờ báo đó và in thành những quyển sách. Thì vị Phật tử mới thỉnh cái bộ đó gửi qua đây tặng. Thì khi Pháp Hòa mở cái thùng đó ra, Pháp Hòa vui, thật là vui luôn. Là tại vì đây là những tài liệu mà ngày xưa mà mình không bao giờ mình được biết. Thì Pháp Hòa mới khoe với mấy chú, mấy thầy á. Pháp Hòa mới nói trời ơi, bữa nay thầy được một món quà lớn lắm. Đây là món quà được một cái bộ sách này. Rồi cái Pháp Hòa mới nói thôi đem vô trong phòng để lên đi. Thì hôm nay để trong phòng vậy, cái mặc dù mấy ngày nay á lo Tết á, bận rộn như vậy, không có thời giờ trả lời mail. Không có thời giờ trả lời mail, mail quá chừng quá đất luôn. Vậy mà ngày hôm bữa hôm kia, Pháp Hòa vẫn đi qua cái bộ sách đó mân mê. Mở bộ sách ra rồi đi vào coi một số các cái bài viết, thích quá chừng. Thì đó, thì có một lần các vị mới viết cho vào một câu: nay không phải anh hùng thì không trao kiếm, không phải nhà thơ thì chẳng tặng thơ. Tại vì các vị cho vào một cuốn truyện Kiều mà nó rách cũ hết trơn rồi. Nhưng mà thật sự mình có thể mua một cuốn mới đúng không, nhưng mà cái cuốn cũ đó chính là cái gì nó rất là quý giá về thời gian, đặc biệt là cái tinh thần của cái vị Phật tử gửi cho mình, đó là gia trì. Đó, gia trì như nãy mình nói, gia trì lực đó. Đó là vì nếu người ta không nghĩ tới mình, tại sao người ta nhìn cái vật đó mà ta nghĩ nó là gia trì? Cho mình đi đâu chơi á, mình thấy cái món đó mình nhớ tới người bạn của mình, thì mình mua cái món đó mình tặng cho bạn mình. Thì cái vị mà nhận được cái món quà đó, đừng có nghĩ tới cái giá cả của cái món hàng đó, mà phải nghĩ tới cái gia trì của cái người bạn đó. Tại sao họ đi chơi hàng trăm người bạn mà họ có nhớ tới mình, phải không? Người ta nhìn cái vật, tâm người ta ấn vào đó. Cái vật đó làm cho cái tâm họ nghĩ tới mình. Đó là vật ấn tâm. Người ta về, người ta viết cho mình mấy chữ, ta gửi tặng cho mình, ta đem cái tâm của ta gửi vào món hàng đó. Tâm ấn vật. Cho nên quý vị đi thỉnh một cái tượng Phật, quý vị thỉnh tượng Phật về nhờ thầy gia trì vô đó đi, để thầy đem đem về mình có cảm tưởng là tượng linh rồi đó. Tại vì sao? Tại thầy đã gia trì vô đó rồi, thì mình biết là tất cả những gì mình nhận được của ai đó, đừng có nghĩ tới cái giá trị mà về cái vật chất của nó, mà phải nghĩ tới cái giá trị tinh thần. Có nhiều khi nhận được một cái gói kẹo, gói bút đi, trời ơi, nhìn vô cái giá gỡ cướp tội nghiệp quá, đúng là công một đồng gì của một đồng mà công tới một lượng. Tại vì cái tâm của người ta, cái sự khó nhọc, chịu khó đi bưu điện rồi gửi tới, mà rất là tội. Cho nên mình nhận cái đó là bằng tất cả tấm lòng của mình. Thì
qua cái đoạn kinh này là Đức Phật nói vậy, Phật trao cho mình một cái trách nhiệm và mình phải có bổn phận truyền cho người sau, không thôi là mình sẽ có cái lỗi là gì, có cái lỗi là nửa chừng thì mình lại ngang đó mình dứt. Chúc đại chúng an lạc, tuần sau mình gặp lại. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin